Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái mở hộp của một thiết bị gọi là gì ta? Saramovic ha. Mình sẽ xem coi nó như thế nào. Và đây là cái hộp của nó ha. Để coi cái thiết bị này nhìn nó có bắt mắt giống như là ở trên video. Rồi hay là nó có giống như là cái mong đợi của người dùng không ha? Mình thì đang ở Thái nên là cái này là đương nhiên là mình sẽ mua trên sàn Lazada của Thái Lan. Ok, mình mua trong đợt 11 tháng 11 vừa rồi. Đấy. Nên có một giảm giá ở trên đây. Ok. Và đây là đóng gói của sản phẩm của người bán ha. Cái thiết bị này thì bây giờ mình không có thể nói giá cho mấy bạn được. Mình có thể list luôn giá nhưng mà nó sẽ hơi khập khiễng, tại vì mình channel này mình đang cái video này mình đang nói tiếng Việt nhưng mà mình lại đưa giá Thái ha. Như vậy thì nó không có chính xác, nên các bạn chỉ xem về mặt sản phẩm thôi chứ không phải là giá cả. Ok, nói chung mặt đóng gói này nọ này kia thì cũng khá là bắt mắt, nhìn cũng khá là ngon ha, các bạn có thể xem. Ok, cái sản phẩm này có nhiều cái version khác nhau, thì cái này mình đang mua là cái Blink 500 Pro B1, B1 có nghĩa là một transmitter với lại một receiver, một cái phát một cái nhận. Đó. Mình cho cái camera nó ghi lại những cái góc khung này để làm gọi là, tại vì trong cái sản phẩm này nè, lúc mình mua đồ không biết ở Việt Nam như thế nào nhưng mà ở bên Thái họ có yêu cầu là phải quay phim để mà xem cái sản phẩm của mình có đúng lỗi hay không. Ví dụ như đang lúc mà mở hộp này ra mà nó hư cái thì là họ phải đền, ok, họ phải gửi lại cái mới cho mình. Ok, cái hộp này mình sẽ xem coi là mở như thế nào. Thấy đóng gói cũng khá cầu kỳ ha, họ kêu họ mình open ở đây. Đấy, cho các bạn thông cảm nha, lâu rồi không có tiền mua đồ mới nên là cử chỉ nó cũng hơi gọi là gì đó, tức là mở không chuyên nghiệp cho lắm à, cũng không phải là kênh YouTuber gì này nọ này kia, nên là ok, cái hộp ngoài thì nhìn nó không có đẹp lắm nhưng mà cái hộp ở trong á thì đảm bảo là rất là bắt mắt. Ok, nó giống như là một cái điện thoại gì đó. Ok, mình lộn một chút xíu về cái này ha, là hiện tại bây giờ các cái mẫu sản phẩm á, họ gọi là gì để cho nó thân thiện với môi trường á, thì các bạn sẽ thấy là hầu hết tất cả các bạn hãng điện thoại đều thay đổi cái mẫu hộp nhé. Một số hãng thì đã sử dụng qua những cái mẫu giấy mà tái chế, còn về cái hộp này á, trông như là nó là giấy thường, giấy carton thôi mà nhìn nó cũng khá là sang. Nhưng mà nếu mà cái nhà sản xuất họ muốn gọi là sao ta, promote cái thương hiệu lớn xíu, rồi thay đổi qua những cái loại giấy giống như là đi theo bên hướng điện thoại đó, tại vì cái sản phẩm này không hề rẻ một xíu nào. Mấy cái thương hiệu nghe nó quen tai hơn, chẳng hạn như là của Shure, của JBL, cũng thuộc dạng microphone á, thì cái loại mà VHF hay là cái là dùng cái tần số radio để mà làm microphone á, nó rẻ hơn hả. Nhưng cái này á là có tính năng là connect, nói sao ta, sorry bạn, cái khúc này mình cũng chưa có thuộc bài cho lắm. Tức là nói chung là cái connection giữa hai thằng này á, nó không phải là theo tần số radio nữa. Nó là sóng sóng cao tần, yêu ở cái mức là, để coi, cái này nó sẽ ở
frequency khá là cao, tức là 2.4 GHz. Như vậy thì nó sẽ giảm thiểu được cái độ nhiễu của âm thanh lúc mà mình truyền từ, ví dụ như truyền từ cổ áo mình về cái camera. Đó. Okay. Mình mà nếu mà cái video này có phản hồi tốt thì mình sẽ làm một cái đánh giá về sản phẩm nó như mà kỹ thuật hơn, còn bây giờ là chỉ nó đơn giản là mở hộp thôi cho mọi người xem. Ok, như bình thường, một sấp giấy và có sticker, và cái quan trọng nhất thì tất nhiên phải là cái sản phẩm microphone. Và như thường lệ chúng ta vẫn sẽ có thêm một mớ dây nhỏ nữa. Rồi, theo mình thấy thì cái hộp này khá là đẹp, có thể giữ để làm một số chuyện khác ha. Đó, mình tính sau đây. Okay. Cái hộp này á thì đảm bảo sẽ có một số cái như là dây microphone nè, dây sạc nè. Đoạn này đúng rồi, cái dây này là cái dây từ cái microphone đi vô camera của mình. Cái này là cái windscreen, để gió nó thổi qua thì mà mình không có nghe cái xù xù trong cái microphone ha. Okay. Cái này thì tất nhiên là cổng dây sạc, cổng sạc USB-C. Đây là cái lavalier mic ha. Cái này là giống như truyền thống thôi, kẹp cổ áo nói chuyện. Ok. Còn cái cọng bên này thì cũng vậy, cái cọng bên này một đầu sẽ cắm vào microphone, một đầu sẽ cắm vào camera. Nói chung là mấy bạn mà đã đã có làm quen với lại các cái thiết bị chụp hình video camera thì những cọng dây này khá là đơn giản, là rất là straightforward để mà mình giới thiệu về nó. Và bây giờ là cái thiết bị chủ đề của cái video này, chúng ta thử mở ra, thử kết nối để coi coi nó có làm việc hay không. Hộp trong hộp, cái hộp ngoài là cái hộp để gọi là nó chống đầy trụa này nó này kia, hộp bảo vệ ha. Còn cái hộp ở trong là cái hộp để sạc pin của hai cái thiết bị đó. Như là mình thấy thì ở đây cái cổng sạc là USB-C. Okay. Nói chung là cái hộp này khá là đẹp. Bạn có thể thấy ha. Okay. Và cái mặt đằng trước tôi mở ra cái ok, đẹp chưa. Nói chung là nhựa cũng nhựa bình thường ha, không có gì đặc biệt. Cái này nó hơi mỏng, gõ vô thì nó sẽ như vậy. Okay. Phần lớn các sản phẩm thì họ sẽ khuyên sạc trước, mà mình để coi cái này là nó còn bao nhiêu pin, còn bao nhiêu phần trăm ha. Mình cứ thử lấy ra, thử mở lên rồi xài luôn để coi nó như thế nào. Ok. Thì cái sản phẩm này khá là nhỏ ha. Mới đầu mình coi trên TV á, mình sẽ tưởng là nó bự lắm, tại vì anh nào anh ấy đeo vô cái cục nhìn, tức là so tỷ lệ giữa người với lại microphone này khá là to. Mà lúc ở ngoài đời thật á thì các bạn thấy cái này kích thước cũng nghĩ là cũng khá là ok ha. Đây là kích thước so với bàn tay của mình. Tiếc là mình không có cái sản phẩm nào ở đây có cái tỷ lệ tương đương để có thể so cho mấy bạn xem. Cái cục này là cục transmitting, tức là cái này sẽ đi chung với lại cái cổ áo của mình. Còn cái receiver là cái cục này, thì nó sẽ là cái đi vô cái điện thoại, hoặc là điện thoại hoặc là camera. Trong trường hợp này mình sẽ kết nối cái cục receiver này với con Nikon D7100, cũng nói chung là một thiết bị cũng khá là cũ rồi. Ok. Wow. Kiểu như lâu ngày không tiếp cận vô công nghệ á, mà nên là có những cái sản phẩm như mình nhìn nó cũng khá là lean ha. Như các bạn thấy ở đây á,
Thì ở đây sẽ có một màn hình hiển thị, một cái nút bấm gọi là im lặng, và có cái biểu hiện, có cái biểu tượng giống như là cái nút mở gì đó. Thì cái nút này mình sẽ bấm ha. Các bạn nên nhớ nãy giờ mình chưa có lật cái gọi là cái cuốn manual ra để coi, nên là mình đang cho các bạn một cái trải nghiệm, tức là mình dùng những cái kiến thức mà mình có đối với những cái sản phẩm khác mà mình đang thử sử dụng cái sản phẩm này mà không đọc, thì để xem coi là cái gọi là cái learning curve nó sẽ đi tới đâu. Ok, bây giờ thử ha. Mình thấy ở đây cái này nó có cái chỗ để mà nó che cái cổng sạc lại, để tránh trường hợp gọi là chập mạch, rồi nói chung là cũng giữ pin cho mới này kia. Bây giờ mình sẽ mở ra và thử cắm vào cái này để xem coi mình có tí pin nào không. Sạc nó chút xíu. Mở ra. Đấy. Để vô thử coi nó có lên hay không. Và như mình đoán ha, nó có cái nút gọi là pair ở đây, tức là mình thử nhấn pairing này nọ này kia thấy nó không có lên. Vậy bây giờ mình sẽ thử sạc pin nó, coi là thằng này lấy vô là 1.5 em. Để thử cục power bank này sạc thử coi. Không có lên ha. Nói chung xài tôi thử thử sạc bằng cái này trước, tại vì để coi, tại vì nhiều lúc cái cục pin này nè nó hơi kén, nó sẽ đòi những cái củ sạc xịn đấy, nên là mình phải test trước. Rồi không phải lúc nào mình cũng ở gần cái ổ cắm điện hoặc mang theo cục sạc, không, nhiều lúc cái này là cái mình có thôi. Ở ngoài có vậy, chứ ở trong thì nó đã lên rồi. Wow, wow. Và các bạn thấy là cái đèn LED nói chung khá là đẹp ha. Nó lên nói chung là cũng cool. Ok. Nhưng mà không hiểu sao đèn ngoài thì lại không thấy sáng. Ok, mình để nó sạc chút xíu rồi mình sẽ làm lại cái video tiếp ha. Và trong thời gian đó thì mình đọc manual đúng không? Mình viết thời gian. Nói chung là sẽ không thừa khi các bạn đọc manual, tại vì có một số cái sản phẩm họ mang họ là nó gọi là gì? Nó technical một chút xíu á, thì đọc cái đấy sẽ giúp cho bạn tránh được một số phiền phức, gọi là cái frustration lúc mà bạn gọi là learn một cái sản phẩm mới. Đấy, nên là chịu khó ha. Cái sticker này ngon nè, cái sticker này chắc được ha. Cái gì bỏ lên xe. Okay. Cái nút mà power on hồi nãy á, là cái nút đó bạn muốn cái thiết bị mở lên á, bạn phải bấm 3 giây để mở, 3 giây để tắt, để tắt nó ha, chứ không phải bấm cái là mở lên liền. Và cũng cái nút đó mà các bạn bấm ngắn là click một cái thì cái lúc đó nó thải thành gọi là mute, tức là mình không có truyền phát âm thanh nữa. Ok. Và không biết hồi nãy mình có show cho mấy bạn xem không, là mỗi một cái thiết bị là có thể sạc riêng biệt ha. Tức là nếu mình cầm cục power bank này mà mình đi á, mình có thể sạc riêng luôn, chứ không nhất thiết là phải sạc trên cái cục này nữa. Nên đây là một cái thiết kế khá là gọi là cơ động ha, không phải lúc nào cũng phải stick vô đây. Trong trường hợp mà các bạn cần phải ghi hình lâu thì các bạn cần phải cung cấp cái nguồn điện vào liên tục để các bạn có thể nói lâu hơn.
Còn cái đèn ở ngoài cái hộp này nè, hồi nãy mình show cho mấy bạn nó không có lên đèn là tại vì cái hộp này nó cũng có pin nhưng mà đó thì nó đã hết rồi, nên hiện giờ là mình sạc chạy từ đây vô hai cái cục nguồn này trước, theo mình nghĩ là như vậy ha. Rồi sau khi hai cục pin trong hai cái thiết bị ở trong nó đầy pin rồi á, thì cái power bank của cái thiết bị này nó mới bắt đầu sạc. Ok, và đây là sau khi mình nhấn 3 giây trên cái nút mở, thì đây là cái màn hình hiển thị ha. Cái cục receiver này thì tất nhiên là nó sẽ cho nhiều thông tin hơn, nó phức tạp hơn. Còn cái thằng transmitter thì nghĩa là nó đơn giản hơn. Còn biểu hiện trên này cái gì thì mình chưa có đọc hết. Nào, để coi coi nó như thế nào. À, và theo mặc định thì hai cái này nó đã được pairing trước rồi ha. Tại sao mình biết nó được pairing trước? Bây giờ mình thử bấm cái nút mute trên cái thằng transmitter và mình sẽ xem coi là cái thằng receiver nó có biểu hiện gì không. Thì các bạn sẽ thấy ở trên cái receiver á, nó có một cái biểu tượng của cái mic nhỏ nhỏ ở đây nè ha. Mình có thể để vô, mình bấm một cái ha, nó sẽ chớp. À, thì có nghĩa là nó đã bị mute rồi. Theo cái setup mà như vậy á, tức là hai bên là đã phát tín hiệu rồi, nên là mình thử coi là đó. Còn cái thằng microphone á thì ở đây nó lại không có rõ ràng cho lắm, tại vì mình nhìn ở đây là mình không thấy cái biểu đồ sóng nó chạy, nhưng mà mình thử tháp vô đây nè. À, thì thấy ok, rõ ràng là khi mà nói vô đây thì cái này nó sẽ chạy lên. À, nhưng mà kỳ lạ một cái là mình nói thẳng vô luôn là như thế này nè, mà nó lại lên rất có chút xíu thôi, nên là chẳng biết nó như thế nào ha. Testing 1 2 3 4 5 6 7 8 trên phải la lên như vậy thì nó mới lên sóng. Tức là cái này mình nghĩ là phải chỉnh cái độ nhạy của thằng này lên chút xíu. À, thử coi. À, và hai cái nút này giống như là hai cái nút menu của sản phẩm gì đó. À, mình đang ở nút mid gain ha, mình enter nó thử à. Bấm đại coi. Rồi làm sao vô mid gain ta? Mid gain hiện giờ đang là ở mức 5. Nhưng mà làm sao vô được cái menu đấy? Thì bấm cái nút nào nữa? Tại vì cái nút kế bên nè, trông như là nó chỉ là back and forth thôi. À, giữ 3 giây thì nó lại tắt. Ồ, khó hiểu quá ta. Ok mấy bạn, bây giờ hồi nãy mình đã thử dọc một chút xíu trong lúc mình tắt cái điện thoại để mà mình làm một cái đoạn clip mới, mình check coi hình ảnh như thế nào á. Thì bây giờ nó như thế này, mấy bạn thấy mình vẫn còn đeo cái headphone này đúng không? Hồi nãy cắm vô cái cổng mà headphone của cái thằng receiver, rõ ràng mình có nghe được. À, nên nên đấy là một cái điểm tốt. Ok, thì bây giờ mình sẽ làm gì? Bây giờ mình sẽ kết nối nó vô cái con Nikon này để thử cái như thế nào. Tại vì hồi nãy mình nghe trong lỗ tai á, thấy khá là nhỏ, tức là không biết nhỏ là do cái output của cái thằng receiver á, vô headphone tức là nó nhỏ, hay là do cái microphone mình nó không có nhạy. Tại vì hồi nãy lúc mà mình show cho mấy bạn là cái độ nhạy của mic là đã ở mức 5 rồi, nên mình nghĩ cũng cũng tương đối ok. Nếu mà tăng lên nữa thì 6, thì chẳng qua là mình ghi âm nhiều cái noise hơn thôi, nên cũng không có gì hay ho cho lắm. Ok, bây giờ đây là con Nikon D7100, khá là cũ rồi, cũng không có gì đặc biệt, nên mình sẽ nói cái nãy giờ chưa mở cái này ra nữa. Mình sẽ nói cái cọng dây 3.5 mà ly này vô cái phone của mình, vô cái camera. Ok, mà mấy bạn khuyên là lúc mình kết nối những cái đầu dây thì nên giữ thiết bị ở chế độ tắt ha.
kết nối vô đây, cái còn lại sẽ đi vô cái thằng receiver. Receiver có hai lỗ, thì một lỗ là lỗ headphone, một lỗ còn lại là lỗ layout. Thì lỗ layout là lỗ thường không có có nhiều power, tức là nó chỉ có tín hiệu thôi mà không có mạnh, thì nên các bạn nên để vào trong đó. Còn các bạn bỏ qua headphone cũng được, nhưng mà nó thường nó sẽ là tín hiệu left and right, với lại nó có một chút power trong đó, để các bạn lúc mà bạn căn chỉnh âm lượng trên cái này nè thì nó sẽ bị lệch. Nên là về mặt kỹ thuật thì nên cái gọi là cái lỗ layout là layout, còn cái lỗ mà ra headphone á thì là lỗ headphone ha, cái nào dùng cho cái đó. Ok rồi, trong trường hợp này cái thằng receiver mình thật sự cũng không biết nên mounting nó như thế nào nữa, tại vì nó thử ha, mình thử ha, cái máy chụp hình này nè, thường thì nó sẽ có cái cổng horseshoe, mà cái thằng này á thì mình không biết nó có cái này chỉ là clip on thôi, nên là không biết có thử mình slide vô để mình, tức là cái sản phẩm nó có thiết kế cho cái này hay không. Nếu mà thật sự cho cái này á, là cái clip ở dưới này nè mình có thể slide vô một chút xíu ha, để nói chung là wow, thực sự mình chỉ cần một chút xíu để như vậy thôi, để nhìn cho nó đẹp ha, để có, tức là không phải là cho nó tại dây nhợ nhiều quá vì mình sẽ không muốn. Ok ha mấy bạn, các bạn có thể slide in nó vô lại được à, khá là nice. Ok, không tại cho lắm. Nói chung là nó sticking out như vậy là chỉ để dành cho quay phim thôi ha, chứ vừa quay vừa ghi âm vừa chụp hình thì cái này không đúng. Với lại cái này các bạn sẽ không push nó vô, tức không để nó vô hoàn toàn được, tại vì nó cái clipper nó hơi cong chút xíu à, nên chỉ để vậy thôi. Rồi tới lúc này thì mình có thể mở được rồi, mình sẽ mở cái receiver trước, mình sẽ mở máy chụp hình lên. Ok, và ở trong máy chụp hình đó, nó cũng có một cái cổng layout nữa, nên là cái cách mà test hay nhất á là gì, về mặt kỹ thuật các bạn đó là cái lời khuyên á, bây giờ mình clip cái này lên luôn ha để coi mình có nghe được không, đó là tức là về mặt kỹ thuật thì tức là âm thanh tính phòng này các bạn nên nghe ở cái đầu ra cuối cùng của cái nguồn âm thanh của bạn, chứ không phải là ra cái nguồn ở giữa. Có nghĩa là sao, nếu mà tôi cắm cái đầu này vô mình mở lên camera luôn ha, để cho mấy bạn thấy không biết cái kia thấy có rõ hay không để lên luôn. Tôi có thể cắm vô đây tôi cắm vô đây thì tôi có thể kiểm tra cái tín hiệu là từ cái mic này đi vô đây mình cũng có thể test một xíu đó, là để coi có tín hiệu hay không, nhưng mà đây không phải là cái tín hiệu mà ví dụ như lúc mình ghi hình vô cái camera này rồi thì cái đầu ra là đầu ra YouTube cho mấy bạn nghe, là cái đầu ra ở dưới này, nên là cắm ở đây á nó sẽ không có đúng, các bạn nên rút ra và các bạn sẽ cắm vô cái đầu ra của cái này. Ok, mà sau khi cắm vô cái đầu ở dưới này á, âm thanh trên cái lỗ tai này nghe ra khác hẳn luôn, nó to hơn một chút xíu đấy. Thì đây rõ ràng là cái đầu ra này nó cũng có nhiều power hơn, thì cục pin của con Nikon này nó sẽ to hơn. Và để chứng minh á là mình đã có thiết bị đầu ra thì cho các bạn nghe. Và nãy giờ mình đang nói cho mấy bạn đúng không, thì cái mic nó đã ghi âm vô rồi đó, đang nói như vậy nè, nó cũng có thể hiển thị lên xuống 1 2 3 4 ha. Bây giờ
cái mình sẽ làm á là mình sẽ bấm nút ghi âm và để coi coi là cái tín hiệu này nó có sạch hay không. À, nghe nó có nhiều hay không? Bây giờ tháo cái không như một cái. À, tức là lúc mà trong phần hậu kỳ á, mình sẽ ấy cho mấy bạn nghe ha. Ok, focus cho nó sáng chút xíu. À, xong là nói chung là hãy lên. Ok. Rồi, nãy giờ nói như vậy á thì về mặt âm lượng là cái con Nikon này nó cũng đã, mình nghĩ là nó cũng đã ghi đủ rồi ha. Và coi như là tới đây là phần cuối của Của cái video này, cảm ơn các bạn đã theo tới cái phút này. Nói chung mình không phải là người review chuyên nghiệp nên là cái cách nói của mình nó không có trôi chảy, nói chung là nó cái của một người bình dân, từ ngữ nhiều lúc cái từ chuyên môn nó không có, nhưng đấy là người dùng thật sự. Còn nếu mà các bạn mà muốn technical này nọ này kia thì các bạn có thể xem những kênh khác, nhưng mà đây là trải nghiệm người dùng và nhà sản xuất họ, tức là mình đóng góp một phần cho cái nhà sản xuất là họ sẽ thấy được là ok, cái người dùng mới này nè, họ mới đọc họp ra trong vòng 20 tiếng đầu tiên họ sẽ làm gì ha. Đó. Về mặt phân tích hành vi với lại về mặt cơ sở dữ liệu đây, cái này là một cái bước khá là cần thiết đối với nhà sản xuất, nên là không biết nhà sản xuất Việt Nam của Sara Mobis có thấy được hay không, hay là mình phải làm cái video này bằng tiếng Anh để người ta nghe hiểu ha, thì người ta không biết. Nhưng mà nói chung là thanks guys, that's it for my video today, and you have a good weekend.